Cuộc thi sáng tạo của Thanh thiếu niên Nhi đồng toàn quốc năm nay có 60 giải khuyến khích được trao tặng cho các đề tài và nhóm tác giả sau. Đề tài Xe buýt cho mọi người của nhóm tác giả lớp 12A3, trường Trung học phổ thông An Lương Đông, Thừa Thiên Huế. Đề tài Olympia Mass của nhóm tác giả lớp 5A4, trường Tiểu học Hoàng Diệu, Hà Nội. Đề tài Bé tự bảo vệ của nhóm tác giả lớp 5Y, trường Tiểu học Dịch vọng A, Hà Nội. Đề tài Khả năng kỳ diệu của máy tính của nhóm tác giả lớp 4D, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, Hà Nội.